Sở Tựa Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một mẫu tượng dì lặc để bàn hay để ô tô. Dì lặc vạn sự như ý, chất liệu gỗ bách xanh. Tác phẩm này có mã là 676, có kích thước cao 9, ngang 14,5 và sâu 8,5. Một tác phẩm rất là đẹp, được chạm trổ rất là kỹ và sắc nét các bác nha. Điều đặc biệt của tác phẩm này được chế tác từ chất liệu gỗ bách xanh mộc trầu, mùi hương thơm ngát rất là dễ chịu. Điều đặc biệt của tác phẩm này là liền khối và rất là đặc gỗ, các bác có thể sử dụng để ở trong nhà, cửa hàng hoặc là các bác để ở trong ô tô. Những cái tượng nhỏ như thế này thì rất là dễ để và phù hợp với mọi không gian nhà cửa các bác nhé. Và điều thứ hai là hôm nay Sở Tựa Gỗ sẽ chia cho khách hàng bằng cách là để một cái giá cực kỳ ưu đãi để cho các bác sở hữu tác phẩm này. Với giá chỉ 400.000 và miễn phí ship toàn quốc, dù các bác ở đâu đi chăng nữa thì giá vẫn chỉ có 400.000 và bao ship tận nhà cho các bác. Được lục rất đẹp và sắc nét đúng không ạ? Em đang quay cận cảnh để cho các bác chiêm ngưỡng tác phẩm này đây ạ. Được PU lót để bảo quản gỗ không bị nứt nát gì các bác nhé. Và điều đặc biệt là được đục rất là đẹp và sắc nét, nụ cười của dì lặc rất là hoan hỉ. Và ý nghĩa của dì lặc thì các bác rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đem lại tài lộc, sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng bảo vệ gia chủ, giúp cho gia chủ thành công trong công việc và mọi sự như ý các bác nhé. Tác phẩm này làm thành một món quà tặng thì khỏi chê các bác ạ. Các bác nhanh tay đặt hàng bằng cách là nhắn tin Zalo hoặc gọi điện vào số hotline của cửa hàng 0868688137. Và sau đây sẽ là một vài hình ảnh em đã chụp mời các bác xem qua. Cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Sở Tựa Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.